Vâng, xin kính chào tất cả các bác đã đến kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua vàng hoặc cần tư vấn gì, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Và trực tiếp giúp em số này. Vâng, ngày hôm nay thì em này dọn kho được một số các cái dòng vàng cơ lai số, rồi vàng số. Đấy, thực ra thì nó không có số lượng nhiều, nó chỉ có một cây, hai cây, nên em sẽ làm lên trong video này em bán luôn cho anh em luôn. Và tất cả những cái vàng này thì đều rất là nổi tiếng các bác nhá. Đấy, có tên tuổi trên thị trường rồi. Các bác chỉ nhìn qua là ok thôi. Tất cả các sản phẩm này bên em đã bao ship cho anh em rồi. Đấy, đã, giá này đã bao kèm bao ship và bên em bao test cho anh em một tháng, lỗ đổi con mới cho anh em thôi nhá. Và các bác nào thích mã nào thì các bác nhìn mã số con nhá. Mã số đầu tiên là con vàng AIMUK88, con này thì nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Các bác nhìn cái linh kiện của nó này. Thôi nhá. Con này nó chạy hai vỉ, hai vỉ trên vỉ dưới, rất nhiều linh kiện. Con này thì nó quá hay rồi đúng không ạ? Nhưng con này thì bên em đã bán rẻ rồi, nhưng con này nó có một con nó bị mất cái meka này, lúc đưa vận chuyển về nó bị rơi meka. Thì em bán cho anh em 900k các bác nhá. Tất cả con này nó đều đầy đủ eco dì vật. Đấy, con này còn cả chức năng nâng tiếng và trong hú đầy đủ cho anh em luôn. Và cơ lai số, tất cả hiệu tiếng ứng chỉ hết bên ngoài. Con này thì nó quá nổi tiếng, như bác nào đã từng chơi qua thì nó quá đơn giản rồi đúng không ạ? Các con da gồm 6 con da, hai chính, một center, một sup và hai cổng surround. Đấy, gồm 5 mic đằng sau. Nói chung mà cái này này nếu mà nó có nhỡ mà nó bị mất một mic cũng không phải vấn đề đúng không ạ? Đấy, bởi vì là nó 5 mic cơ mà. Đấy, con đầu tiên này thì bán là 900 ngàn đồng các bác nhá. Còn những cái con này nó cũng còn đầy đủ BK này. Những cái con mã còn đầu tiên mất BK là 171, còn mã 172 này, nó có 3 con này thì là có đầy đủ BK, bán 1.050.000, coi là cao hơn 150.000. Các bác nhá. Đấy, con này thì nó quá nổi tiếng rồi, không cần phải quảng cáo nhiều đúng không ạ? Tiếng rất hay, hàng của Malaysia các bác nhá. AIM hàng thương hiệu của Malaysia. Đấy. Và mã 173 đây là hai cái vang Patihel 780X, con này thì nó có phần mềm đầy đủ các bác nhá. Cũng đầy đủ eco gì vật, trong hú lưng tiếng đầy đủ cho anh em luôn. Thì dòng này thì bác nào đã từng chơi rồi thì nó quá là ok, không cần phải quảng cáo nhiều đúng không ạ? Đây toàn là những cái dòng vang mà nó quá thân thuộc với anh em rồi đúng không ạ? Phần mềm có đầy đủ cho anh em. Con nhá. Con này thêm bán cho anh em 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng mã 173 các bác nhá. Đấy. Hàng tất cả bao cho anh em ngon lành cành đào. Đấy các bác nhá. Đấy, chạy ngon lành, bao test cho anh em 1 tháng các bác nhá. Đấy, 173, 1.100.000 các bác nhá. Đấy. Mã 174 ở đây là con vang, đây là kiểu cái bột gì nó bắn ở đây đấy các bác nhá. Lau ra hết luôn các bác nhá. Đấy. GT Audio nó là hàng của Taiwan các bác nhá, hàng Taiwan. Chạy chip 920 Yamaha của Nhật Bản, trong hú 3 cấp, đầy đủ eco gì vật đầy đủ các bác nhá. Con này thì nó quá dễ chơi, dễ chỉnh rồi các bác nhá. Đấy. Và bán là 790k. Các bác nhá, còn một cây thanh lý nó cho anh em luôn. Đấy. Hàng nguyên bãi về luôn, còn bác nhìn còn nguyên bẩn còn chưa lau các bác nhá. Đấy. Mã còn là 174, còn mã 175 ở đây là con vang cơ lai số JBN. Con này hàng mới thu lại của khách hàng các bác nhá. Con này trước bán cũng khá cao đấy ạ. Đấy, con này đầy đủ cổng quang Bluetooth, đấy, USB. Đấy, tất cả uống eco gì vọt chỉnh hết bên ngoài các bác nhá. Bán thanh lý cho anh em 900k. Đấy, máy vẫn còn mới tinh luôn các bác luôn. Máy mới tinh các bác nhá. Đấy, mã 175. Đó. Mã 176 là con vang bờ bóc MV 900, con này thì nó chạy chip DSP con TSM 320 các nhá. Con này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Và mở bóc hàng đến từ Thượng Hải các bác nhá. Chạy chip Mỹ, đầy đủ cổng ăn chơi, phần mềm đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Eco gì vật ngon. Đấy, mặt mũi ok. Đấy, con này còn hai con thành nữ nó cho anh em 1 triệu một con, giá gọi sập sàn chắc không đâu bán rẻ cho anh em rồi. Đấy các bác nhá. Đấy, giá nó quá rẻ rồi. Đấy các bác nhá. Thì bác nào thích mã nào thì alo cho bên em. Đây con này là cơ lai số, con này cơ lai số này. Là cơ lai số này, còn những cái dòng này cũng là dòng số này. Đấy, còn hai con là số này. Các bác nhá. Anh em thích mã nào thì là alo trực tiếp cho bên em luôn các bác nhá.